Chiều nay, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng long trọng tổ chức lễ truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước bà mẹ Việt Nam anh hùng. Đến dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Trung Chinh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng. Ngày 19 tháng 7 năm 2021, Chủ tịch nước ban hành quyết định số 1290 và sau đó ngày 6 tháng 8 năm 2021 tiếp tục ban hành quyết định số 1448 về việc truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước bà mẹ Việt Nam anh hùng cho 7 mẹ của thành phố Đà Nẵng, nâng tổng số bà mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn thành phố lên 3.374 mẹ, trong đó có 124 mẹ còn sống. Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Trung Chinh gửi lời tri ân sâu sắc đến gia đình các mẹ Việt Nam anh hùng được truy tặng danh hiệu cao quý của Đảng và Nhà nước dịp này. Trong những năm qua, công tác chăm lo đời sống cho thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công cách mạng luôn được thành phố đặc biệt quan tâm. Ngoài những chính sách do Trung ương quy định, thành phố cũng ban hành một số chính sách đặc thù riêng nhằm nâng cao mức sống của người có công. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố kêu gọi các cấp, các ngành địa phương, các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục chung tay chăm lo tốt hơn nữa đời sống vật chất tinh thần cho người có công, coi đó là tình cảm, vinh dự và trách nhiệm đối với những người đã có công lao với sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất, xây dựng và bảo vệ đất nước.